Người đàn ông này chính là một tử tù cực kỳ nguy hiểm, anh ta bị bắt vào đây với tội danh xiên vợ mình và con gái nhiều nhát. Vừa mới vào trại anh đã được anh em dân văn phòng trong này chăm sóc cực kỳ đặc biệt, ngay cả quản tù cũng chớp cơ hội hành anh ra bã. Vậy thực hư câu chuyện này thế nào, liệu anh ta có phải con người máu lạnh đến vậy, và làm thế nào anh ta có thể thoát khỏi nhà tù cực kỳ bảo mật này, tới mức con ruồi cũng khó thể bay ra được, xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Hôm đó Jensen vừa trở về nhà với vợ sau một ngày làm việc. Anh có một gia đình nhỏ với đứa con gái 3 tháng tuổi, mới phút trước vừa âu yếm vợ, phút sau xuống lầu, đã thấy vợ của mình nằm bất động dưới sàn. Anh cũng bị phun thuốc trừ sâu đầy mặt đến ngất lịm đi. Trong cơn mê man, Jensen còn nhìn thấy tên hung thủ nhìn anh ra ám hiệu vô cùng khiêu khích. Đến khi anh tỉnh lại, thì bản thân đã trở thành kẻ giết vợ rồi, trên tay thì cầm hung khí. Không ngoài dự đoán, Jensen đã nhận được một voucher đi ăn cơm nhà nước dài hạn. Ngày hôm sau, Jensen đến nhà ăn dùng bữa thì một tên đầu chọc đến thu phí bảo kê. Hai tên ếch nhái bên cạnh thấy vậy nên đã tự động đứng dậy bỏ đi. Tên đầu moi đứng trước mặt Jensen mà hống hách nhổ một bãi enzyme vào đồ ăn của Jensen để khiêu khích. Anh vẫn nhịn hắn vì anh mới đến đây nên cũng không muốn rước phiền phức vào người. Chính vào lúc này lại có thêm một thanh niên đi tới, có vẻ rất có số má trong tù này. Mày chính là tên hung thủ giết vợ sao? Giết một người phụ nữ cần phải có dũng khí lớn đến vậy sao? Những lời đó như đâm sâu vào trái tim Jensen. Jensen không thể chịu đựng được nữa, nên anh liền cầm chiếc đĩa lên và đập vào mặt đối phương. Liên tiếp hàng chục phát vả khiến hai con vợ bay con mẹ nó cả não ra ngoài. Lúc này cai ngục đã lập tức đến và khống chế họ. Sau đó, Jensen được đưa đến văn phòng của nữ quản ngục trưởng. Cứ tưởng gọi vào để cùng nhau nghiên cứu bộ môn thể dục nhịp điệu. Nhưng không phải, mà bà ta có mục đích khác. Vì nhà tù này mỗi năm đều tổ chức một cuộc thi đua xe có tên là giải đua bát hương vàng mở rộng. Hơn nữa, bà ta còn dùng hình thức livestream để thu về cho mình một khoản tiền khổng lồ. Nhưng anh da đen đỉnh nhất trong đó đã vô tình hẹo trong cuộc đua. Để duy trì tốt hơn sự nổi tiếng và tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ cho bản thân, bà ta đã yêu cầu Jensen đeo mặt nạ của anh da đen để thay thế anh ta trong cuộc thi tốc độ. Chỉ cần anh có thể giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi, anh sẽ được thả và được trả lại tự do. Vì bà biết Jensen chính là ông tổ ngành shipper, đương nhiên là cũng là dân tổ lái, racing boy chính hiệu. Để có thể ra ngoài trả thù cho vợ, Jensen liền vui mừng đồng ý. Tiếp đó cai ngục trưởng liền sắp xếp cho anh 3 trợ thủ, và họ liền dẫn anh đi xem những con xe chiến đấu. Một chiếc Mustang hạng nặng V12, với thân xe được rèn từ hợp kim titan dày 20cm và siêu chống đạn. Ngoài ra còn có một tấm thép đặc dày gần 80cm treo phía sau xe, và một khẩu súng máy Gatling bất khả chiến bại được gắn phía trước xe. Xem ra căn bản đây không phải là một cuộc đua dễ dàng chút nào. Đồng đội liền nói cho anh biết quy tắc của trò chơi. Trò chơi được chia ra và tổ chức trong 3 ngày. 2 ngày đầu là những trận chiến giết chóc điên cuồng, và phải giết càng nhiều đối thủ càng tốt. Ngày thứ 3 là cuộc chiến tốc độ, ai về đích trước sẽ là người chiến thắng. Các đồng đội rất lo lắng không biết Jensen có thể sống sót đến ngày thứ 3 hay không, bởi vì những tên tham gia trò chơi này đều là những kẻ chỉ toàn chơi đùa với tính mạng. Dù là dân tổ lái nhưng đầu óc thì luôn hướng về tổ tiên. Họ là những tên lão luyện trên giang hồ và đã giết vô số kẻ thù. Như tên đầu chọc này được mệnh danh là kẻ gom xác chết trong tù. Và trên đường đua này, hắn đã thành công đưa 8 người vào lò thiêu. Cùng những chiến thần đua xe khác vô cùng đáng gờm, nhìn ai cũng như muốn ngoạm cả cái đầu con nhà người ta vậy. Ngày hôm sau, một chiếc xe lớn đã đưa mấy cô em ngon nghẻ, nóng bỏng đến. Điều này có nghĩa là trò chơi của họ sắp bắt đầu. Họ đến đây để tham gia buổi livestream trêu đùa tính mạng này. Mỗi người tự đi đến chỗ con xe của mình. Casey ngực nở mông cong lên con xe của Jensen. Hóa ra những cô gái này đều là những bấy bề ngon nghẻ được cai ngục trưởng đưa đến từ nhà tù nữ, để mang đến nhiều điểm nhấn hơn cho người xem livestream. Mục đích chính là để tăng tỷ lệ xem. Quả nhiên trò chơi vẫn chưa bắt đầu mà lượng người xem đã tăng lên hơn 10 triệu view. 9 chiếc xe bọc thép trên trường thi sẵn sàng đạp ga điên cuồng thể hiện bản lĩnh của những người đàn ông. Khi đèn xanh được bật lên, tất cả các xe đều phóng vọt ra như đạn pháo. Đường đua tràn ngập âm thanh thú vị của tiếng bánh xe cọ sát với mặt đất và tiếng va chạm lớn của xe bọc thép. Jensen nhanh chóng giành vị trí đầu tiên với kỹ năng lái xe tuyệt vời của mình. Nhưng cuộc thi này không phải là về tốc độ mà là tìm cách giết đối thủ của mình. Cỗ xe theo sát phía sau ở vị trí thứ hai suýt chút nữa cán cho con xe của Jensen vỡ vụn. Sau đó hắn liền hất Jensen ra khỏi đường đua bằng một cú đạp ga. Để tăng thêm phần sôi động cho buổi livestream, quản ngục trưởng đã ra lệnh kích hoạt chế độ vật phẩm. Thanh bảo kiếm trên nắp giếng có thể kích hoạt vũ khí trên xe, lá chắn trên nắp cống có thể nhận được trang bị siêu phòng thủ.
Biểu tượng đầu lâu có nghĩa là đắp chiếu tại chỗ và bị loại khỏi sân thi đấu. Con xe theo sát Jensen khi nãy đã đến ấn biểu tượng thanh kiếm trước tiên để kích hoạt vũ khí trên xe, rồi điên cuồng đâm thẳng vào con xe trước mặt, khiến đuôi xe phía trước trực tiếp bị đập tan tành. Một chiếc xe nhỏ bị đập vào biểu tượng đầu lâu, một hàng dao sắc nhọn lập tức từ dưới đất nhô lên, con xe trực tiếp đâm thẳng vào tỏi luôn. Chưa hết, lưỡi dao sắc nhọn nhanh chóng rút xuống đất và cỗ xe bị đè bẹp tại chỗ, khiến hiện trường giống như một vụ nổ bom nguyên tử vậy. Và như vậy đã có một người đầu tiên bị loại. Thế là con xe đó ngày càng dũng mãnh hơn mà sử dụng đạo cụ và vũ khí một cách điên cuồng. Nó đạp vào biểu tượng bảo vệ rồi lập tức phun nhớt ra, khiến con xe chiến phía sau bị trượt và khựng lại giữa chừng. Rồi tiếp đó nó lại thả đủ loại đinh ra và nhanh chóng chọc thủng các lốp xe, khiến con xe nhỏ mất kiểm soát và lộn nhào trên không trung hơn 100 lần. Và cuối cùng bị tên lửa của đối phương bắn trúng, thành công đưa hắn về với các cụ. Điều này đã khiến lượt xem của buổi livestream này lên đến hơn 40 triệu người. Lúc này, Jensen cũng kích hoạt biểu tượng thanh kiếm, nhưng không ngờ được là Gatling lại bị kẹt và không nhả đạn ra được. Thấy thế, Casey liền chui ra khỏi cửa sổ ô tô và bắt đầu sửa súng máy. Xe phía sau liên tục xả đạn, còn Jensen thì nấp bên cạnh những chiếc xe khác để che chắn cho Casey, giúp cô có thêm thời gian. Casey mạo hiểm mạng sống của mình để lắp lại Gatling, và sau đó bắt đầu phản kích lại. Nhưng pháo kích từ phía sau quá dữ dội, Jensen nhanh chóng bước đạp lên tấm khiên và chuẩn bị phóng bom xăng. Nhưng xe lại lần nữa bị lỗi và không thể khởi động được. Lúc này đuôi xe của Jensen đã bị thủng lỗ chỗ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chiến xa nhất định sẽ bị phá thủng mất. Vào thời khắc sinh tử quan trọng này, Jensen đã nảy ra ý tưởng để Casey ngồi trên đùi mình rồi đặt quả bom xăng đặt trên ghế phụ và bắt đầu cho bắn khẩn cấp. Quả bom xăng trúng vào rầm mái nhà và đổ ụp xuống con xe chiến phía sau. Casey nhanh chóng lấy bật lửa trong xe và ném về phía con xe đó. Chính thao tác hoàn hảo này đã khiến con xe đó bị lửa bao vây. Sau đó, nó bị chiếc xe phía sau tông vào và vỡ vụn ngay lập tức. Làm tốt lắm. Đúng lúc này, một chiếc xe đuổi kịp đến và lấy tay ra hiệu với Jensen. Jensen lập tức đơ ngay tại chỗ, vì vào ngày vợ anh bị sát hại, hung thủ cũng đã dùng tay ra hiệu như vậy. Tất cả những điều này rất có thể là sự sắp xếp của bà cai ngục trưởng. Và bởi vì sự mất tập trung vừa rồi của Jensen đã khiến anh tụt xuống vị trí cuối cùng. Trận chiến ngày thứ nhất cứ như vậy đã kết thúc. Jensen cũng xem như đã giữ được mạng sống của mình. Khi sửa chữa cỗ xe trong nhà kho, đồng đội phát hiện ra rằng chiếc xe của Jensen không bị hư hại gì cả và mọi thứ đều bình thường. Còn Casey thì lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi biết được sự thật, Jensen đã tìm đến nữ quản giáo để chất vấn về chuyện vợ mình và quyết định sẽ rút khỏi cuộc thi. Có điều bà ta đã chuẩn bị từ trước. Bà ta thừa nhận tất cả những chuyện này là do mình sắp đặt, thậm chí còn lấy ảnh của con gái Jensen ra để đe dọa anh. Do đó, Jensen chỉ có thể nuốt giận và để quản giáo ra lệnh cho mình. Vào ngày thứ hai của cuộc đua, khi vừa mới bắt đầu, các xe khác đã lập tức đạp ga phóng ra, nhưng Jensen thì vẫn đạp phanh tại chỗ. Anh giữ chặt công tắc phóng đạn của ghế phụ và chất vấn Casey, tại sao trong trận đấu ngày hôm qua chiếc xe cứ bị trục trặc. Dưới sự ép buộc và cám dỗ của Jensen, Casey đã ngoan ngoãn nói ra sự thật. Hóa ra cô đã bí mật ký một thỏa thuận với nữ quản giáo. Bà ta căn bản là không muốn cái cây hái ra tiền của mình dễ dàng rời khỏi đây. Do đó, Casey cố tình phá hủy thiết bị bảo vệ để ngăn Jensen chiến thắng. Mục đích là để hàng năm Jensen có thể livestream và thu tiền về cho nữ cai ngục. Đối mặt với sự thẳng thắn của Casey, Jensen đã có cảm tình với cô. Sau đó, Jensen đạp chân ga lao đi. Anh dự định sẽ giết tên hung thủ đã giết vợ mình trước. Jensen giống như một tia sét lóe lên trước tất cả các cỗ xe. Sau đó, anh lao đến biểu tượng hình thanh kiếm. Tên sát nhân theo sau cũng đạp lên thanh kiếm, rồi sau đó điên cuồng mà xả đạn vào Jensen. Jensen lập tức xoay 180 độ, quay lại và đối mặt với tên sát nhân. Trang bị của anh ta quá mạnh. Jensen bình tĩnh rồi từ từ dẫm lên tấm khiên. Anh vẫy đuôi xe và khởi động bom khói khiến tên sát thủ hoàn toàn bị che mất tầm nhìn và cuối cùng đâm sầm vào cột đá. Nhưng Jensen sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được. Anh lùi xe lại đâm cho hắn ngã ngửa ra đất rồi liền đeo mặt nạ xuống xe. Sau đó bẻ cổ hắn rắc một cái, thành công tiễn hắn về với các cụ. Sau đó anh đưa ánh mắt dữ tợn nhìn vào màn hình. Nhưng bà nữ cai ngục trưởng làm sao có thể cho phép ai đó thách thức quyền lực của mình được. Khởi động chiến xe mạnh nhất, một đầu máy xe lửa khổng lồ đã được khởi động. Ngọn lửa mà nó phun ra có thể gây sát thương trong phạm vi lên đến hàng chục mét. Khẩu súng máy đó có thể bắn được 1.000 viên đạn trong vòng một giây. Những chiếc xe bọc thép trên đường đua gục luôn ngay từ cú đầu tiên. Chúng bị đập tan thành từng mảnh đến nỗi không thể nhận dạng được nữa. Tên lửa đó có thể hạ gục được một chiếc xe tăng với mỗi lần bắn. Hơn nữa lại còn có sợi dây thép nhọn siêu biến thái nữa. Một khi nó đã nhắm vào ai thì cứ phải nói là xác định đi. Trong vài phút trên chiến trường chỉ còn lại hai cỗ xe của Jensen và Joe. Jensen liên lạc với Joe để cùng nhau tiêu diệt đầu máy xe lửa.
Họ lái xe phía trước đầu máy xe lửa để chắn tầm nhìn và kích hoạt biểu tượng đầu lâu trước, sau đó nhanh chóng né đầu máy. Đầu máy xe lửa không kịp tránh nên lập tức đâm phải đinh. Xem đến đây, mình chỉ xin các bạn dừng lại 2 giây để cho mình một like thôi. Và thế là đã kết thúc trò chơi của ngày thứ hai. Cũng vì chuyện này mà Jensen và Joe cũng trở thành bạn bè. Sau đó cả hai cùng bàn bạc một kế hoạch chưa từng có, khiến chúng ta mỏi mắt trông chờ để đón xem. Ở bên này, vì đầu máy xe lửa bất khả chiến bại đã bị phá hủy, nên bà cai ngục trưởng kia liền tức điên lên. Do đó bà ta sắp xếp trận đấu ngày mai để loại bỏ Jensen. Để đảm bảo an toàn, bà ta còn bố trí người của mình cài bom hẹn giờ lên chiến xa của Jensen. Ngày hôm sau, chặng đua cuối cùng của Death Ray cũng chính thức khởi tranh. Hôm nay họ phải quyết đấu, một người sống và một người chết. Vừa mới bắt đầu, hai xe đã vọt tới 200 mã lực. Jensen đạp chân ga lao tới phía dâu ở trước mặt, nhưng quản ngục đã cố tình tắt biểu tượng khi anh ấn vào biểu tượng thanh kiếm, rồi đợi dâu đi qua thì mới bật sáng lại. Thế là dâu không thể kích hoạt vũ khí trên xe, nên chỉ có thể để dâu bắn phá dữ dội ở phía sau mình. Tấm chắn trên xe cũng sẽ nhanh chóng bị phá nát rồi. Lúc này, Jensen liền ra lệnh cho Casey tháo tấm chắn trên xe ra. Tấm thép vung về phía dâu nhưng anh ta đã nhanh chóng né được. Dâu nhìn thấy thời cơ thích hợp liền trực tiếp lắp vũ khí hạng nặng lên. Ba tên lửa bay ra với làn khói trắng, những bức tường của nhà tù cũng sụp đổ. Theo đó, hai cỗ xe lao ra khỏi nhà tù và biến mất trong làn khói. Nữ cai ngục không thể ngồi yên được nữa. Hai người vậy mà lại hợp tác để vượt ngục. Sau khi cả hai chạy ra khỏi nhà tù, họ nhìn nhau mỉm cười qua cửa xe. Đến đây thì bất ngờ chưa bà già. Hóa ra đây chính là kế hoạch của hai người họ, và tất cả chỉ là đang diễn mà thôi. Bà cai ngục trưởng vô cùng tức giận và ra lệnh cho cấp dưới của mình ngay lập tức tắt chương trình phát sóng trực tiếp và vũ khí trong xe đi. Đồng thời, bà ta cũng kích nổ quả bom trên xe Jensen mà không chút do dự. Nhưng quả bom đó đã được đồng đội của Jensen tháo ra từ lâu rồi. Quản ngục trưởng đã cử một số lượng lớn xe cảnh sát đến bao vây hai người, nhưng họ đã sớm có chuẩn bị từ trước. Họ thả thùng xăng ra và sau một tiếng nổ lớn và thành công ngăn chặn cuộc truy đuổi của họ. Nhưng tuy nhiên là vẫn còn có trực thăng tấn công từ trên cao, và họ chỉ nhắm mục tiêu vào chiếc xe của Jensen và thề sẽ bắt được anh. Vào thời điểm quan trọng, Casey đã nảy ra một ý tưởng. Cô quyết định ở lại và thu hút các cảnh ngục vì cô đã ký lệnh trả tự do vô điều kiện. Nhìn Casey bị cảnh sát bao vây và bắt lại, anh có chút không đành lòng, cứ đứng ngẩn ngơ như thằng đần nhìn người đẹp hy sinh cho mình. Sau đó anh cùng dâu leo lên con tàu chạy ngang qua đó và tẩu thoát thành công. Còn Casey thì đã bị bắt khi cải trang thành Jensen. Còn nữ cai ngục trưởng ở đây thì đang uống rượu vui vẻ, vì người đã bắt được rồi, tiền cũng thu về được rất nhiều. Họ còn nhận được quà từ các fan nữa, nhưng không ngờ được rằng bên trong lại là một quả bom, và sau đó thì không có sau đó nữa. Loại trò chơi này thật là kích thích quá đi. Hai tháng sau, Jensen và Joe cũng mở một tiệm sửa xe. Lúc này, đột nhiên một chiếc xe thể thao lao đến, và người đến đây lại chính là Casey. Kể từ đó, cả ba bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc vô lo vô nghĩ, cùng nhau nướng đồ ăn chung cùng một lò, không ai tranh giành ai cả. Các bạn hãy nhớ ấn theo dõi để không bỏ lỡ những tập phim tiếp theo nha. Được rồi, tập phim hôm nay đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.